Thêm ông lớn ngân hàng cho khách vay tiền để trả nợ ở nhà băng khác, lãi suất chỉ từ 6% trên năm, thấp hơn cả Vietcombank. Khách hàng có thể dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác hoặc tiền gửi, bất động sản của khách hàng hoặc người thân, đồng thời sử dụng nguồn trả nợ linh hoạt qua tài sản khách hàng sở hữu. BIDV cho biết, thực hiện theo thông tư 6 trên 2023 trên TTNHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 1 tháng 9 năm 2023. BIDV chính thức triển khai chính sách cho khách hàng cá nhân vay vốn tại BIDV để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất chỉ từ 6% trên năm. Theo đó, khách hàng đang vay vốn sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đời sống có tài sản đảm bảo tại các ngân hàng khác có nhu cầu trả nợ trước hạn và tiếp tục thanh toán các chi phí còn lại theo phương án vay có thể đến các chi nhánh BIDV trên toàn quốc để vay vốn. Đối với khoản vay ngắn hạn, lãi suất vay chỉ từ 6% trên năm đối với khoản vay chung dài hạn, lãi suất vay chỉ từ 6,8% trên năm, mức cho vay lên tới 100% dư nợ gốc còn lại và phù hợp chi phí thanh toán tiếp theo phương án vay tại ngân hàng khác. Thời gian ân hạn gốc lên đến 24 tháng và không vượt quá thời gian ân hạn trả nợ gốc còn lại của khoản vay. Thời hạn cho vay đến 30 năm và không vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay tại tổ chức tín dụng khác, giúp khách hàng an tâm với kế hoạch tài chính dài hạn của cá nhân và gia đình. Khách hàng có thể dùng chính tài sản đảm bảo đang thế chấp tại tổ chức tín dụng khác hoặc tiền gửi, bất động sản của khách hàng hoặc người thân, đồng thời sử dụng nguồn trả nợ linh hoạt qua tài sản khách hàng sở hữu. Được biết, ngày 1 tháng 9 năm 2023, thông tư 6 trên 2023 trên TTNHNN sửa đổi, bổ sung thông tư số 39 trên 2016 trên TTNHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng đã chính thức có hiệu lực. Ngân hàng nhà nước đã bổ sung quy định tổ chức tín dụng được xem xét, quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống. Trước đó, tại thông 39 trên 2016 trên TTNHNN, khách hàng chỉ được vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh, không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống việc mở rộng quy định cho khách hàng trả nợ tại tổ chức tín dụng khách áp dụng đối với cả khoản vay phục vụ hoạt động kinh doanh và nhu cầu đời sống sẽ tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận thêm các vốn tín dụng ngân hàng có thêm cơ hội lựa chọn dịch vụ và tiện ích tốt hơn tại các tổ chức tín dụng khác nếu có bên cạnh bidv vietcombank cũng cho biết triển khai chính sách cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác áp dụng đối với các khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống của khách hàng cá nhân ở thời điểm hiện tại, Vietcombank áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 6,9% trên năm trong 6 tháng đầu hoặc 7,5% trên năm trong 12 tháng đầu hoặc 8,0% trên năm trong 24 tháng đầu. Vietcombank sẽ điều chỉnh lãi suất cho vay theo tình hình thực tế. Khách hàng được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho khoản vay như bất động sản, tiền mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ trên thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá của khách hàng hoặc người có quan hệ huyết thống bố trên mẹ trên con đẻ hoặc người có quan hệ vợ trên chồng với khách hàng hoặc tài sản của chính khách hàng tại tổ chức tín dụng đang vay